Hi, xin chào các bác đang xem video. Thì video này lại tiếp tục một video về lấm mục cẩu. Thì video này thì cũng quay lại cho các bác xem là cái cách em sơ chế và sơ chế thành phẩm để gửi đến cho các bác. Thì qua video này thì các bác cũng thấy là hàng của vẫn băm từ lúc vẫn còn tươi này các bác nhé, không phải là hàng thối hàng thiêu mới bắt đầu hơi khô đâu. Đây, từ những cái lấm này rất là đẹp này, củ vẫn còn tươi nguyên, hàng từ hôm qua vừa mới lấy về xong. Lấm này là lấm ruột tím này, lấm đỏ ruột tím, những cái củ của nó thì vàng. Đó, vừa băm xong. Giờ đang tháo nước để rửa sạch cái đất xong là cho ra phơi. Đó. Thì cái công dụng của cái nấm mộc cẩu này thì chắc là cũng khá là nhiều các bác đã nắm được rồi. Thì cái loại này thì thường là sẽ sắc nước uống để đối với phụ nữ để cho nó đẹp da. Và cái loại này thì để ngâm rượu đối với cho các phái mạnh. Thì cái loại này thì nó thiên về cái hướng là bổ dương hơn, tăng cường chức năng sinh lý sinh dục cho đàn ông. Đó. Thì các bác nào mà chưa rõ về công dụng và cũng như là hiểu rõ về lấm mộc cẩu thì các bác vui lòng xuống cái phần ghé phần mô tả để đọc qua những cái mà em viết ở dưới và cái phần bình luận em ghi ở đầu ấy để hiểu rõ hơn về cái lấm mộc cẩu này. Đây các bác, hôm nay là làm một mẻ mới này. Đấy, là sạch đất cát này. Vừa rồi các bác cũng đã xem qua là một cái đoạn là em thái và rửa và phơi khô, và đây là thành phẩm các bác ạ. Đây em đang gói có hai loại. Thì mới tìm được cái loại túi VIP này nên là em đã đổi sang cái loại túi VIP này để nhìn cho nó đẹp hơn. Là sắp tới là em sẽ in một cái logo riêng tên em ở trên này, do cái thời gian gấp gáp quá mà nên là em cũng đang gửi đổ cho khách sỉ. Nên là thời gian gấp quá nên em tạm thời em sẽ làm tạm cái này thôi. Sắp tới em sẽ có tem mác riêng. Thì rất mong các bác thông cảm. Đây đây, hơi chói nhỉ. Đây em gửi cho các bác này. Đó, đây hàng khô nó sẽ như thế này ạ. Đó, phơi khô. Thì đây là một cái loại món quà. Đây là một cái món quà từ núi rừng để giúp cho đàn ông, giúp cho phái mạnh tìm lại được những cái khả năng của chính bản thân mình, tăng cường sinh lực sinh lý nam giới và tốt cho những cái người bị bệnh trĩ này, rất là tốt. Và những cái này mà phụ nữ uống ấy, thì nó rất là đẹp da sắc uống này các bác này. Đó, nhưng mà cái loại thực sự là cái nấm này nó để mà sắc uống thì nó hơi khó uống một chút, nó có hơi vị đắng đắng. Thì một chút nữa đây em sẽ hướng dẫn cho các bác là cách ngâm để làm sao cho các bác có những cái vị rượu mà ngon nhất. Đó, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác ngâm nhé. Đây các bác này, trước khi các bác lên bình để ngâm mộc cẩu thì đây em có 1 cân này các bác này. Khi 1 cân em đóng gói em gửi cho các bác như thế này thì tại vì là trong cái quá trình vận chuyển có thể là cái này em phơi khô thì những cái tai hoặc là những cái gì nó vụn vụn nó ra vụn ra thì các bác nên zoom nó vào để lấy những cái to trước, xong là các bác cho vào bình. Thì khi các bác chọn bình thì các bác nên lưu ý là em vừa nãy cũng đã sơ suất một chút là nãy em đi mua cái bình hàn này các bác này, về nhà đổ nhẹ phát nó vỡ, nên là phí mất một cái bình. Đó, các bác này.
đó, thế là phí lại phải bỏ đi vào cái bình này, phải đi mua một cái bình khác. Như ví dụ các bác là các bác mua một cái bình nó dày dày một chút như thế này, em mua một cái bình dày này, cái này nó có đốt đốt cao su luôn, nó rất là chắc chắn. Thì bây giờ em sẽ tiến hành ngâm cho các bác. Thì trước khi ngâm em sẽ giới thiệu qua là em gồm những cái gì. Thứ nhất là nấm ngọc khẩu phơi khô này, thứ hai là một cái bình, và thứ ba là một ít mật ong, và thứ tư là một ít quả la hán. Thì tại sao em lại để quả la hán đây thì chút nữa em sẽ nói. Đó, còn bây giờ em sẽ lên bình cho các bác xem nhé. Em có một số cây nấm tích dương rất là to to và đẹp. Thì các bác ngâm này các bác ở tùy các vùng địa phương các bác có cái rượu gì. Ví dụ như là vùng em thì có cái rượu mưu ven lá của người đặc sản của người dân tộc Mông ấy, thì em hay thường ngâm cái rượu mưu ven lá. Một cái bình này em ngâm là 10 lít cũng như 1 cân. Thì trong quá trình các bác ngâm này các bác cố gắng để càng lâu càng tốt thì nó sẽ càng ngon hơn. Thì cái bình này em ngâm ra thì cũng chỉ để cho phụ huynh uống thôi, vì em cũng chưa có gia đình nên là cũng hạn chế uống những cái đồ như này. Các bác ngâm này nên ngâm cái rượu nó mặn mặn một chút, thì rượu nó dơn nó rơi vào tầm độ 38-40 độ trở lại, từ 33-35 độ là đẹp nhất. Rượu 30 độ hay 28 độ thì vẫn hơi nhẹ. Đó, thì em ruông hết những cái to rồi, còn những cái vụn này thôi bỏ đi, mình không ngâm nữa. Đây các bạn. Để em lấy rượu nhá. Trước khi các bác ngâm thì các bác nên tráng qua một lần. Tráng qua một lần bằng rượu nhá các bác nhá. Tráng qua chính những cái rượu mà vừa nãy mình tráng ấy. Thì sắp tới mình sẽ ngâm đấy. Đó, mang cái tráng như cái rồi ấy. Chúng sẽ chuẩn hơn. Đây em là em đang ngâm một rượu ngô nha bác nhé. Bác nào mà nhà có rượu lết cá màu vàng ngâm thì càng tuyệt vời nữa. Đó thì các bác đổ vào xong này, những cái nào nó nổi lên như các bác này, nó nổi như này này. Nó nổi lên như này, các bác lấy cái gì các bác vớt ra. Để cho nó những cái lỗi này thường thường là nó có vấn đề nó mới nổi thôi. Đó. Thì khi bắt đầu cho xong này thì các bác có thể là cho thêm một, tại vì cái ngọc này ngâm cái lúc ngâm tươi ấy, nó đã đắng rồi. Thì cái lúc ngâm tươi các bác có thể ngâm qua nước gạo là gì để cho nó lại bớt cái độc tố đắng ra. Cái độc tố của cái nhựa ấy thì nó đắng, em ngâm khô để nó cũng chỉ bớt phần nào thôi. Nói chung là cái vị của nó vẫn hơi đắng đắng ngâm ngâm. Thì các bác nên mua thêm một ít mật ong rừng như thế này. Đây các bác này, hôm nay em mua này, mật ong mùa này nó hơi khô một chút. Đó, nó không được như mùa tháng 3, tháng 4, nó khô, nó rất là ít, ít mật này. Đấy, mật ong rừng chuẩn đấy. Đó, thì em sẽ ngâm lẫn với sáp ong và cho nó bớt đi cái vị chát của ngợn lấm và một ít quả la hán. Đây các bác, quả la hán mà các bác vẫn để nước uống đấy, nó có vị ngọt ngọt thanh thanh này các bác, rất là ngon.
Đó, và các bác đây của các bác này vẫn còn con ong này các bác này. Đó. Những cái mật này mật chuẩn nên là mình ăn thoải mái. Đó. Các bác cứ bỏ ngâm đẫn vào đây, rất là ngọt. À, một cái bình rượu như này sau khi các bác ngâm để từ 6 tháng đến 1 năm. Các bác mỗi lần các bác chỉ uống nên uống tầm độ 2 cái chén ly nhỏ này các bác này, tầm 2 3 ly thôi, cũng không nên uống nhiều. Tại vì cái này nó uống nhiều nó tại vì uống nhiều thứ nhất là nó sẽ uống nhiều rượu, thứ nhất là nó sẽ say. Và thứ hai là nó thực sự là nó uống nhiều nó cũng nó nhiều quá nó không tốt, nó quá chất, quá độ ấy. Thực sự bình thường thì một cân nấm ngọc khô như này các bác ngâm với 10 lít rượu và một nửa lít mật ong. Đây là em ngâm cả sáp thì nó sẽ rất là ngon. Còn các bác nào mà không có thì các bác cứ mua thẳng mật ong rừng. Các bác ngâm khoảng độ một nửa lít là ok. Đó, còn nhà em cũng có một cái bình rượu sáp, tí nữa em sẽ pha lẫn vào đây để cho nó thật là đặc. Đấy, các bác nào sau này các bác nào có dịp lên Lai Châu, em sẽ mời các bác thưởng thức cái bình rượu ngọc cầu do chính tay em làm. Đó. Đây các bác này vẫn còn con ong này vẫn còn đang nhúc nhúc này. Đó, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Con ong. Đó thì cũng mong muốn là gửi đến cho các bác những cái sản phẩm tốt nhất từ rừng núi Tây Bắc cũng như là những cái đồ sạch, đồ chuẩn đến cho các bác sử dụng. Thì các bác nào mà có nhu cầu liên hệ nấm ngọc cầu khô thì cứ liên hệ cho em. Đảm bảo là hàng em thu gom lại của đồng bào, người đồng bào anh chị em đi gom ở trên rừng về để làm phục vụ cho các bác. Và những cái công dụng của nấm ngọc cầu thì em sẽ để ở cái phần mô tả của video và phần bình luận, và cách hướng dẫn các bác ngâm sẽ là tốt nhất làm sao để cho các bác là có những cái bình rượu ngon nhất để các bác uống. Thì so nếu theo em nhận xét ấy, thì một cân ngâm với 10 lít rượu này là cũng có vẻ là hơi đặc. Đó, nên là các bác nào có thể là ngâm một cân có thể ngâm đến 15-20 lít vẫn ok. Đó, nếu mà so bây giờ mới ngâm được một lúc nó đã lên màu này, mà ngâm 6 tháng đến 1 năm thì nó sẽ rất là đặc. Nếu các bác cần pha ra thì thứ nhất là các bác cứ ngâm đến 10, một cân các bác ngâm đến 20 lít uống là rất là ok. Đó. Đó, thì vừa rồi em cũng lên một cái bình rượu lấm ở cầu cho các bác. Thì tất nhiên là thực sự là cái lấm này thì cũng ngâm nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không khó. Chỉ yếu là các bác chuẩn bị cái đồ thì nó rất là lâu. Đó. Thì rất hy vọng là các bác mang những cái sản phẩm là đặc sản Tây Bắc đến cho các bác một cách nó thật là sạch nhất. Thì rất mong muốn là các bác ủng hộ em nó dài dài. Ủng hộ em dài dài. Đó, một đêm một bình lấm ngọc cầu. Một bình này em sẽ để một 6 tháng 1 năm. Thì hy vọng là bác nào có dịp lên Lai Châu thì em bế bình này đi để tiếp đón các bác. Đó. Đây có một lúc là các bác này nhìn nó đã đổi màu của bình rượu rồi này. Nó rất là đẹp. Đó, thì xin chúc các bác có những cái bình rượu ngon từ núi rừng Tây Bắc, và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.